em làm nô tỳ cho anh nha. Thôi, em không làm nô tỳ đâu, em làm con chim ẩn mình à. Vậy em ẩn vào anh nha. 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 Ê, nãy tụi bay làm cái gì vậy? Rửa Nga. Nói gì vậy anh Quỳnh? À, mấy cuốn truyện để Nga đọc. Trời ơi, sách đóng bìa đẹp quá. Cảm ơn anh Quỳnh nha. Để em đọc luôn. Trời ơi, có đóng bìa nữa. Đẹp quá à. Cảm ơn anh nha. Sao anh biết anh thích nô tỳ sao ra giờ? Với lại những con chim ẩn mình chờ chết giờ. Tại vì anh đọc mấy cuốn sách này à, anh thấy hay quá à. Vậy anh có tận cùng là cái chết không? Cái đó đó anh không có, nhưng mà cái này cũng chết vậy. Thôi em không thích chết đâu, em còn ham sống làm. Vậy em làm nô tỳ cho anh nha. Thôi em không làm nô tỳ đâu, em làm con chim ẩn mình à. Vậy em ẩn vào anh nha. Thôi, em không ẩn đâu. Anh hôi quá. Con nhỏ này, người phải rồi mày. Anh Quỳnh. Ủa? Sao Nga đến sớm quá vậy? Sao anh buồn quá vậy? Buồn gì? Anh buồn chuyện bị lượn chọc anh với Nga đó phải không? Không, Quỳnh quen rồi. Anh không buồn thiệt hả? Ừ. Anh nói anh không buồn, sao mà anh thẫn thờ quá vậy? Tại tôi lo quá thôi. Lo? À. Anh lo cái gì vậy? Quỳnh lo Nga sẽ không nói chuyện với Quỳnh nữa. Anh nghĩ vậy sao? À, anh Quỳnh. Cảm ơn anh. Hai cuốn truyện này hay lắm. À, Nga giữ đi. Quỳnh tặng Nga mà. Hai chuyện này Quỳnh đọc rồi. Anh nói dối. Sách này anh mới mua. Đâu có. Sách ở nhà mà. Anh làm như Nga là con nít vậy. Sách ở nhà. Sao mới tin vậy? À, tại Quỳnh giữ kỹ. Đọc xong là Quỳnh cất vô tủ liền à. Anh lại xạo rồi. Sách còn những trang dính vào nhau, chưa hề rọc. Vậy mà anh bảo là đã đọc xong. Mai mốt anh đừng mua nữa, tốn tiền lắm. Bộ Nga không thèm lấy mấy cuốn sách của Quỳnh hả? Anh đừng có nói vậy. Không phải là Nga không thèm lấy, nhưng nếu Nga lấy, mai mốt anh lại mua tặng Nga nữa. Thôi được rồi,
hai cuốn truyện thì cho Nga giữ làm kỷ niệm. Anh Quỳnh phải cho Nga trả tiền công đóng bìa sách đó nha. Ý đâu được, mà tiền công rẻ rề à. Rẻ là bao nhiêu? Hai cuốn đóng chỉ có 4.000 à. Vậy còn in chữ mạ vàng? In chữ hả? Chỉ có 2.000 thôi. Vậy là 6.000. Không được đâu. Quỳnh không lấy đâu. Anh cầm đi. Ê, thằng Quỳnh nhỏ, tính bắt nạt bố tôi phải không? Đâu có. Ý, sách đóng bìa ở đâu đẹp quá vậy? Quỳnh nóng đó. Ủa, Quỳnh cũng biết đóng sách nữa hả? Sao lại không biết? Nhà Quỳnh là tiệm đóng sách mà. À, vậy mà từ đó đến giờ mình tưởng ông chỉ có ngày đóng bàn ghế thôi chứ. Giỏi quá ta. Cầm đi. Trời ơi, hên quá. Mình cũng mang sách đi đóng, không ngờ lại gặp thợ quen. Cầm. 3 cuốn à? 5 cuốn. Đóng giùm nha. Nhưng mà... Hả? Không nhận hả? Đóng trả tiền chứ bộ. Ê, Quỳnh đóng rẻ rề à. Đóng bìa có 2.000, còn in chữ mạ vàng có 1.000 à. Tất cả có 3.000 thôi hả? Trời ơi, chỗ khác hả? Tới 10.000 lận á. Trời ơi, đã quá. Quỳnh đóng vừa rẻ vừa đẹp nữa.